về dự lễ thành hôn của hai cháu. Về phía nhà trai chúng tôi gồm có các thành phần sau: một, ông bà Huy Dưỡng là cha mẹ của cháu Ngọc, và các cô, các dì, tức là các mợ, các cậu có được mặt đông đủ trong ngày lễ kết hôn ngày hôm nay. Vâng, trải qua thời gian dài tìm hiểu và yêu đương, hai cháu muốn xây dựng nên vợ nên chồng. Hôm nay hai gia đình đã tổ chức lễ kết hôn, và tôi thay mặt họ nhà trai xin nhận cháu Phượng làm cháu dâu của họ nhà trai chúng tôi, và cháu chúng tôi đã giao cháu Ngọc làm cháu rể của họ nhà gái đầu ông bà. Mong hai họ, hai gia đình sẽ bảo ban các cháu và cho các cháu xây dựng một gia đình hạnh phúc. Kể từ ngày hôm nay, hai cháu sẽ bước vào cuộc sống mới, buộc các cháu phải nỗ lực phấn đấu để xây dựng gia đình hạnh phúc. Để làm được điều này, mong các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của hai họ với bốn bên giúp đỡ, động viên, ủng hộ cho hai cháu. Trước khi dừng lời, tôi xin chúc các cụ, các ông, các bà, các dì, các cậu, các mợ của anh em bạn bè của hai cháu một năm mới mạnh khỏe. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Bác đại diện quận viên phải là nhà trai, và ngay sau đây thì xin mời hai bác, bác đại diện quận viên phải là nhà trai và bác đại diện quận viên phải là nhà gái sẽ cùng đứng dậy ạ. Và cho nhau một cái bắt tay thật chặt để gắn kết tình thông gia từ ngày hôm nay. Tôi chào bác gia thân lớn của gia đình quý vị cùng chúc mừng hạnh phúc gia đình ạ. Vâng, ngay sau đây thì xin phép các cụ, chúng con sẽ tổ chức phần đại lễ thành hôn ở phía bên ngoài. Xin mời các cụ hai bên gia đình sẽ di chuyển ra phía bên ngoài để đến với đại lễ thành hôn của hai. Trong khán phòng gia tiên, bên gia đình đã làm xong thủ tục trao dâu và nhận rể đã thành công tốt đẹp. Một lần nữa thì thay mặt cho ban tổ chức, cho ekip những ngày thực hiện chương trình, xin được cảm ơn tình cảm của toàn thể quý vị ngày hôm nay đã bớt chút thời gian vàng ngọc trở về đây và chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Minh Ngọc và con dâu Bích Phương. Và ngay bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị sẽ hướng ống kính máy quay và hướng những ánh mắt của mình về phía khán phòng gia tiên và nổ một tràng pháo tay thật lớn để đón chào sự hiện diện lên trung tâm sân khấu ngay lúc này. Đôi Tân Lan, Tân Nương đẹp nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, chú rể Minh Ngọc sánh duyên cùng con dâu Bích Phượng. Một tràng pháo tay thật lớn cho toàn thể quý vị để cùng đón chào và nâng bước cho đôi ống kính đẹp nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Tình yêu của Minh Ngọc và Bích Phượng đã trải qua những ngày tháng vui có, buồn có, hạnh phúc có, yêu thương có. Và ngày hôm nay khi hai con tim hòa chung một nhịp đập, hai bạn đã chính thức trở về bên nhau trong niềm vui hân hoan của toàn thể quý vị khách quý, những người thân yêu, các cụ, các bà, đúng không ạ? Và ngày hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2024, tức ngày 4 tháng 12 năm Quý Mão, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của đôi bên gia đình đã tác hợp cho Minh Ngọc và Bích Thư chính thức trở về bên nhau. Và trong niềm vui hân hoan này, cho phép MC Mai Lê xin được trân trọng tuyên bố đại lễ thành hôn của chú rể Minh Ngọc và cô dâu Bích Phượng chính thức được bắt đầu. Đúng là chim tung cánh luôn tin mừng hạnh phúc, có nghĩa người có ánh mắt bình minh mang hạnh phúc cho đôi bạn trẻ đẹp đôi loan phượng chúc mai một nhà. Ngày hôm nay Minh Ngọc Bích Phượng đã chính thức trở về trong một mái ấm gia đình. Và ngay bây giờ thì xin mời chú rể Minh Ngọc và con dâu Bích Phượng bước lên phía trước một bước đi ạ. Và hãy dùng cái cúi chào của mình để cảm ơn toàn thể quý vị khách quý, các cụ, các ông, các bà ngày hôm nay đã bớt chút thời gian và ngọc trở về đây để chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn. Và cái cúi chào xin phép được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn của toàn thể quý vị để chúc cho đôi bạn trẻ chúng ta cho năm tình viên mãn. Bắt đầu nghĩa cụ thể, chú rể Minh Ngọc ơi, hãy trao lại bó hoa cưới đó trong
người vợ bích lộng đi ạ. Vâng ạ. Và nghi lễ đầu tiên trong đại lễ thành hôn ngày hôm nay đó chính là nghi lễ chào nhân cưới. Chú Thầy Minh Ngọc đã sẵn sàng chưa? Vâng ạ, xin mời chú Thầy Minh Ngọc sẽ hướng cặp nhân cưới của mình ra phía trước đi ạ. Vâng ạ, sẽ hướng cặp nhân cưới của mình ra phía trước. Và trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị thân mến, hai bạn sẽ cùng đặt tay nhau trên cặp nhân cưới của mình ạ. Xin mời hai bạn sẽ cùng đặt tay nhau hướng cặp nhân cưới về phía trước đi ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đây là một cặp nhân cưới bằng vàng. Nó là một hình tròn không có điểm đầu mà cũng không có điểm kết thúc. Nó là minh chứng tình yêu hạnh phúc đôi lứa của chú rể Minh Ngọc và cô dâu Bích Phượng. Và cho phép MC giữa dùm cô dâu và chú rể cặp nhân cưới này ạ. Xin mời cô dâu Bích Phượng bước sang bên phải một bước. Vâng ạ, và bây giờ thì xin mời chú rể Minh Ngọc sẽ lựa chiếc nhẫn cưới đẹp nhất, lung linh nhất để trao tặng cho người vợ cô dâu Bích Phượng. Xin mời. Vâng ạ, và chú rể ơi, hãy chậm lại một chút nha. Hãy làm theo hướng dẫn của MC ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngay trên sân khấu lúc này là đôi tân lang tân nương đẹp nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Chú rể Minh Ngọc có vẻ đang rất là hồi hộp đúng không ạ? Cô dâu Minh Phượng cũng hồi hộp không kém đâu. Hãy nở một nụ cười thật tươi nào hai bạn ơi. Vâng ạ, và trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị ngày hôm nay, chú rể Minh Ngọc hãy trao tặng chiếc nhẫn cưới. Thank you.
nước ạ, để chúng ta cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ, có được không ạ? Xin mời toàn thể quý vị phía dưới ạ. Xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng nâng ly lên ạ. Quý vị ở phía trên này đã sẵn sàng chưa? Vâng ạ, nếu quý vị đã sẵn sàng rồi thì xin mời quý vị sẽ cùng uống cạn ly sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3, go! 2, 3, go! 2, 3, chúc mừng! Xin mời! Vâng ạ, một lần nữa thì thay mặt cho đại gia đình xin được cảm ơn toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của các bạn trẻ nam thanh nữ tú ngày hôm nay đã bắt chút thời gian vàng ngọc trở về đây và chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Và xin được cảm ơn ba mẹ hai bên rất là nhiều đã dành những tình cảm yêu thương vô bờ bến cho chúng con trong ngày vui và hạnh phúc hôm nay ạ. Và bây giờ thì xin mời ba mẹ sẽ trở về với những hàng ghế danh dự để đến với những phần tiếp theo trong đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và vừa rồi thì quý vị đã được chứng kiến những giây phút vô cùng tuyệt vời, những hình ảnh minh chứng cho tình yêu đôi lứa của chú rể Minh Ngọc và cô dâu Bích Vượng. Và chú rể Minh Ngọc thân mến, và chú vua rể đã tán cô dâu Minh Ngọc trong khoảng thời gian bao lâu ạ? Là Bích Phượng tán em. À, Bích Phượng thì tán em. Vâng ạ, có vẻ là chú rể chúng ta đang đùn đẩy trách nhiệm đúng không ạ? À, khai thật đi ạ, trên sân khấu trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị, chú rể khai thật đi ạ. Là Bích Phượng tán em. À, vẫn khẳng định là Bích Phượng tán em, vậy thì cho phép MC di chuyển lại gần hơn với cô dâu. Cô dâu Bích Phượng thân mến, con gái Kinh Bắc, Bắc Ninh đúng không ạ? Vô cùng duyên dáng, xinh đẹp và dễ thương. Ngày hôm nay thì chú rể Minh Ngọc có nói với Mai Lan rằng Bích Phượng đã tán Minh Ngọc. Vậy thì cho phép MC hỏi rằng là Bích Phượng đã tán Minh Ngọc trong khoảng thời gian bao lâu? À, em không biết ạ. Vậy thì mình hỏi mốc năm nha. Nếu mà tính tháng, tính ngày thì không biết. Thì bây giờ cho phép mà MC hỏi Bích Phượng rằng là mình đã yêu nhau được bao nhiêu năm rồi? Gần 1 năm rồi ạ. À, chứng tỏ là vẫn biết được mốc thời gian đúng không ạ? Gần 1 năm. Vậy thì ai tỏ tình trước? Cô dâu của chúng ta rất là yêu chú rể Minh Ngọc, chàng trai đến từ quê hương Ngọc Vân đúng không ạ? Vâng, cho phép Mai Lan phỏng vấn thêm chú rể Minh Ngọc một câu nữa nha. Chú rể Minh Ngọc ơi, ngày hôm nay đứng cạnh mình là một cô gái vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, dễ thương đến từ quê hương Bắc Ninh. Trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay, chú rể Minh Ngọc có muốn hứa, muốn trao niềm tin cho cô dâu Bích Phượng sẽ là người đồng hành với mình đi suốt cuộc đời này không ạ? Em đồng ý. Vâng ạ, vậy thì bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để đón chào những lời hứa cũng như là những lời tình cảm yêu thương mà chú rể Minh Ngọc sẽ dành tặng cho cô dâu Bích Phượng trong ngày vui hôm nay. Xin mời. Anh và chị yêu em đến hết trọn cuộc đời này. Chú rể Minh Ngọc đã dành tặng cho cô dâu Bích Phượng trong ngày vui hôm nay trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Vâng, lời nói thì nó sẽ phải đi kèm với hành động đúng không ạ? Quý vị có nhất trí không ạ? Nếu quý vị nhất trí cùng với MC Mai Lan thì quý vị hãy đổ tràng tay thật lớn đi ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng ạ, quý vị ở bên dưới đang yêu cầu chúng ta sẽ thể hiện bằng hành động. Vậy thì trước sự chứng kiến của các cụ và các bà, cô dì chú bác cùng các bạn trẻ gia đình tú, chú rể Minh Ngọc có sẵn sàng trao tặng cho người vợ Bích Phượng của mình một nụ hôn nồng cháy minh chứng cho tình yêu trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị ngày hôm nay không ạ? Vâng ạ, và để nụ hôn này được ý nghĩa hơn, được kéo dài hơn thì bây giờ cho phép MC vũ tùng của tổ Bích Phượng bó hoa cưới. Bà ơi xinh nhỉ. Quý vị có biết là tại sao MC phải cầm bó hoa cưới này không ạ? Vì sao ạ? Nhưng bó hoa cưới này nó sẽ là một vật cản để che đi nụ hôn nồng cháy trên sân khấu ngay lúc này đấy ạ. Vâng, quý vị đã sẵn sàng chưa? Chú rể đã sẵn sàng chưa? Chú rể sẵn sàng rồi. Cô dâu Bích Phượng thì sao? Kim đã nhảy ra khỏi đồng nghiệp chưa? Vâng ạ, có vẻ là team của cô dâu Bích Phượng đang gửi cho tình yêu cho chú rể Minh Ngọc. Và bây giờ thì xin mời chú rể Minh Ngọc xoay 180 độ về người vợ đi ạ. Xin mời cô dâu Bích Phượng quay 180 độ về người chồng thân yêu. Vâng, quý vị đang được chứng kiến những giây phút vô cùng tuyệt vời. Đây sẽ là một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời
của cô dâu Bích Phượng và chú rể Minh Ngọc. Chú rể Minh Ngọc thân mến, mật hôn thì mình dành tặng những cử chỉ lãng mạn không có ai chứng kiến, nhưng ngày hôm nay cử chỉ lãng mạn này sẽ được ghi dấu và sẽ được công nhận trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị khách quý và chú rể thân yêu. Chưa đến giai đoạn hôn đâu ạ, chúng ta phải có bước về hứng thú chứ hả, đúng không ạ? Và mọi hôm thì mình khi dành tình cảm cho vợ thì mình thường đặt tay vào đâu? Vào eo, rất chuyên nghiệp. Xin mời chú rể sẽ đặt đôi bàn tay của mình vào vòng eo con kiến, nơi mà sẽ sinh ra những chàng hoàng tử đẹp trai và những cô công chúa xinh gái, đúng không ạ? Và cô dâu Bích Phượng thân mến, vậy hôm thì mình khi hôn chồng của mình ấy thì mình thường đặt tay vào đâu ạ? Có vẻ là sẵn sàng rồi, bờ vai đúng không ạ? Quý vị có biết tại sao con dâu lại đặt tay vào bờ vai không ạ? Bờ vai chính là nơi cứng và vững chãi nhất để cho cô dâu Bích Phượng sẽ tựa lưng vào, sẽ dựa vững vào. Và chắc chắn rằng từ ngày hôm nay, Minh Ngọc sẽ che chở cho Bích Phượng đến suốt cuộc đời. Và xin mời hai bạn sẽ đặt tay ở hai vị trí quan trọng đi ạ. Đặt cả hai bàn tay lên nào cô dâu ơi, mạnh mẽ lên ạ. Như lúc mình ngỏ lời yêu Minh Ngọc. Vâng ạ, quý vị ở phía dưới đã sẵn sàng chưa? Nếu quý vị ở phía dưới đã sẵn sàng rồi thì những ánh mắt yêu thương, những ống kính máy quay sẽ hướng về trung tâm sân khấu ngay lúc này để cùng nổ những tràng pháo tay thật lớn, kéo dài cùng với nụ hôn của chú rể Minh Ngọc và cô dâu Bích Phượng. Xin phép được bắt đầu. Vâng ạ, một cuộc tuyệt vời, chúc cho đời bạn của chúng ta chiếm đất tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Và ngay sau đây thì xin mời toàn thể quý vị khách quý thân yêu sẽ dùng nước, dùng trà và chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Minh Ngọc và cô dâu Bích Phượng. Sẽ là những món quà đến từ những người thân yêu sẽ trở về vị trí trung tâm sân khấu ngay lúc này để trao tặng cho cô dâu Bích Phượng và chú rể Minh Ngọc. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời những món quà đến từ những người thân yêu ạ. Lộng lộng phần phủ kín công cha. Và ngày hôm nay là hạnh phúc của hai con, ba mẹ cũng có những món quà nhỏ chất chiêu bao giọt mồ hôi mưa nắng sớm chiều dành tặng cho hai con để chúc cho hai con, cũng là món quà cưới ý nghĩa trong ngày vui hôm nay. Và đỡ lời cho chú rể Minh Ngọc và cô dâu Bích Phượng, xin cảm ơn những tình cảm đến từ ba mẹ rất là nhiều đã dành tặng cho chúng con để chúng con có một đám cưới hạnh phúc và đủ đầy. Và ngay bây giờ thì xin được phép trân trọng giới thiệu và kính mời những món quà thân tiếp theo từ những người thân yêu ạ. Các bạn xin được cảm ơn món quà đến từ chị rất là nhiều đã dành tặng cho chúng em trong ngày vui và hạnh phúc hôm nay. Xin chúc chị thật nhiều sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công. Và ngay bây giờ thì xin phép được sự quay trở lại trung tâm sân khấu ngay lúc này, ba mẹ và những người thân yêu để cùng ghi lại những bức hình đẹp nhất trong ngày vui và hạnh phúc hôm nay của hai bạn ạ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, và ngay bây giờ thì xin mời hai bạn chúng ta sẽ cảm ơn toàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay đã bớt chút thời gian vàng ngọc trở về đây để chúc